Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Trần Thị Thị Dung, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chuyên về nuôi tôm. Hiện tại tôi đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, tôi đang phụ trách khu vực Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Hôm nay tôi quay video này, tôi xin giới thiệu đến các bạn phương pháp phục hồi gan tôm đạt được cái hiệu quả cao nhất. Hiện nay thì bà con và các bạn cũng đã biết là bệnh vàng gan, sưng gan, nhũng gan và teo gan đang diễn ra rất là phổ biến, và nó làm cho cái năng suất vụ nuôi của chúng ta bị giảm đi đáng kể. Vì vậy chúng ta cần phải có những cái biện pháp để có thể là điều trị, sớm điều trị và giúp cái đàn tôm của chúng ta đạt được cái năng suất cao. Khi mà chúng ta phát hiện ra trong cái đàn tôm của chúng ta có những cái dấu hiệu về gan thì ngay lập tức chúng ta cần phải là cắt cử, không cho tôm ăn. Chúng ta chỉ chạy quạt và đánh khoáng. Từ sáng tới chiều thì chúng ta chỉ chạy quạt, sau đó là chúng ta sẽ đánh cái hỗn hợp khoáng bao gồm là 6kg Ritmilus, 6kg Mit 200 và 6kg Ankali. Kết hợp ta sẽ đánh kèm theo là 500g beta glucan C để có thể là tăng cường cái sức đề kháng cho tôm. Vào lúc chiều thì chúng ta sẽ tiến hành tạt thêm cái Heva Hop, một cái sản phẩm thảo dược chuyên về gan, với liều là 5 lít trên 1.000 mét khối nước vào lúc là 5 giờ. Qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tiến hành trộn thuốc cho tôm ăn. Chúng ta sẽ việc đầu tiên là chúng ta sẽ giảm 50% lượng thức ăn so với những ngày thường. Sau đó là chúng ta sẽ lấy hơ cua để trộn, và một điều lưu ý đó là chúng ta chỉ trộn hơ cua, không trộn thêm bất cứ các loại thuốc nào khác. Chúng ta sẽ sử dụng với liều là 50ml hơ cua. Chúng ta có thể kết hợp hơ cua này với lại là 50ml nước sạch để có thể là đảm bảo là thuốc có thể là áo điều hết tất cả các viên thức ăn. Chúng ta sẽ duy trì là trộn tất cả các cử trong ngày. Chúng ta sẽ làm như vậy trong vòng là 4 ngày. Trong 4 ngày này thì chúng ta tuyệt đối chúng ta không diệt khuẩn, chúng ta không đánh vôi để tránh cho tôm của chúng ta bị sốc và bị lột vỏ nhiều. Trong 4 ngày này thì chúng ta có thể là siphon hoặc là thay nước. Sau 4 ngày điều trị thì cái gan tôm đã được phục hồi, chúng ta sẽ tiến hành tới cái bước đó là kiểm tra cái vi khuẩn VVO trong ao. Nếu như mà cái hàm lượng vi khuẩn VVO trong ao thấp thì chúng ta chỉ cần là đánh lại là một gói men vi sinh PST với liều là một gói trên 1.000 mét khối nước. Còn đối với những ao nào mà cái hàm lượng vi khuẩn VVO quá cao thì chúng ta sẽ tiến hành diệt khuẩn, chúng ta sẽ sử dụng hơ thai với liều là 1 lít trên 1.000 mét khối nước vào lúc là 5 giờ chiều. Hơ thai này thì cái cách sử dụng tốt nhất đó là chúng ta sẽ pha hơ thai với lại là 100ml nước sạch, rồi sau đó là chúng ta sẽ tạt đều khắp ao. Qua ngày hôm sau chiều diệt khuẩn thì tối đến tôm của chúng ta sẽ bắt đầu lột rất là nhiều, vì vậy chúng ta cần phải bổ sung những cái khoáng chất cần thiết để giúp cho tôm có thể là nhanh cứng vỏ và đảm bảo cái môi trường ao nuôi là ổn định được pH và độ kiềm, bằng cách là chúng ta sẽ đánh cái hỗn hợp khoáng bao gồm là 5kg Mit 200, 5kg Bơm Tết 30 và 10kg Ankali. Thì sau đó qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tiến hành cấy lại vi sinh, chúng ta sẽ sử dụng vi sinh E vi sinh Bon với liều là 2 gói kết hợp với lại là 5 lít mật đường. Chúng ta sẽ sục trong vòng 8 tiếng, rồi sau đó chúng ta sẽ đánh vào lúc là 5 giờ chiều. Sau khi mà cái gan tôm của chúng ta đã được phục hồi thì chúng ta sẽ tăng cái lượng thức ăn lên 10% trên mỗi ngày. Đó là cái phương pháp để phục hồi gan tôm đạt được cái hiệu quả cao mà công ty OBS của chúng tôi đã giúp được cho rất nhiều khách hàng. Xin kính chúc bà con và các bạn có thể áp dụng và mang đến cho mình một vụ nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.